Thịt chuột của người La Chí ở Hà Giang là món ăn đặc sản của nhiều người dân ăn và làm đủ lễ cúng. Tuy nhiên nếu không phải người địa phương thì chẳng mấy ai dám ăn thử. Món chuột được đồng bào La Chí chế biến thành hàng chục món khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là hai món gồm nướng và cháo cá bếp. Chuột sau khi bắt về được nhúng nước sôi, phạt lông, dùng que xiên rồi đem thui với dơm nếp cho vàng ruộng. Tiếp theo mổ bụng, lột bỏ nội tạng, rửa sạch, sau đó sắp mắm muối mì chính thảo quả, tiêu rừng cùng một số loại gia vị khác. Vào mùa thu hoạch lúa bắt được nhiều chuột, ăn không hết thì đồng bào la trí làm món chuột khô để ăn dần. Chuột được chế biến và ướp gia vị rồi treo trên gác bếp. Khi chuột quắt lại, cứng như khúc củi, có thể để được cả năm trời, lúc nào thích thì gỡ ra ăn. Sự giống nhau về hình dáng giữa sen và quỷ khiến không ít người nhầm lẫn, thậm chí là bỏ tiền mua hoa sen nhưng nhận về là hoa quỷ. Nếu hoa sen còn giá bán 150.000 đến 200 000 đồng 10 bông thì giá loại hoa giống sen nhưng thực chất là hoa quỷ chỉ dao động từ 40 đến 50 000 đồng 10 bông. Thế nên một số tiểu thương đã nhân cơ hội này bán hoa quỷ với giá hoa sen và quảng cáo đó là hoa sen. Để phân biệt về màu sắc, quỷ thường có màu hồng đậm, còn sen là màu hồng tươi. Về hình dáng thì cánh quỷ thường nhọn và bé hơn hoa sen, còn búp hoa thì dài hơn sen nếu để ý kỹ thì sen có nhiều lớp cánh đặc biệt là rất nhiều cánh nhỏ bên trong ôm lấy phần đài sen còn quỳ thì chỉ có một lớp cánh lớn bao phủ bên ngoài khi nắn nhẹ bằng tay nếu là sen thì búp sẽ chắc trong khi quỳ thì dậy óp sọp méo khi mua hàng khách nên cầm cả bó hoa dấp ngược nếu thấy cánh hoa rơi là tả thì chắc chắn đó là quỳ chứ không phải là sen Một chiếc Jeep 110 hiếm do Liên Xô chế tạo đã được ra bán trên trang web avoto.ru với mức giá cao chưa từng có. Chủ nhân của chiếc limousine sản xuất năm 1948 nói trên đưa ra mức giá khởi điểm 57 triệu rúp, tương đương với 775.615 đô la Mỹ. Đây là mức giá ra bán cao kỷ lục đối với dòng xe này tính đến thời điểm hiện tại. Theo thông tin giao bán, đồng hồ hiển thị xe đã chạy được 10.000 km. Các thông số kỹ thuật và hình ảnh đăng tải thực tế cho thấy xe hiện vẫn rất tốt. Theo người bán, chiếc limousine này thật sự hiếm và nó chỉ có một chủ sở hữu. Hiện xe được đăng ký lưu hành tại Sở Cảnh sát Giao thông Thủ đô Moscow. Vẫn chưa rõ đây là xe nguyên bản hay xe đã phục chế.